Hello, xin chào các bạn đang xem video của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và học hoàn toàn miễn phí trên trang web là Osa Academy của Mỹ, để chúng ta học miễn phí và tự học cái những cái chứng chỉ mà liên quan đến ngành HSE, ngành an toàn lao động ha. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái trang web của OSHA, đó là oshatrain.org. Ở đây nó hiện ra sẵn cho mình đây. Thì đây là cái giao diện của cái trang web. Thì chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ phải đăng ký ha. Thì cái bước đăng ký rất đơn giản, các bạn nhấp vào chữ sign up, đăng ký. Rồi sau đó chúng ta điền những cái thông tin như là chúng ta sẽ lựa chọn cái ID rồi mật khẩu mình, rồi nhập lại mật khẩu á. Rồi cái phần này tổ chức của mình thì không không nhất thiết, không bắt buộc. Rồi chúng ta ghi thông tin họ tên của mình, rồi địa chỉ email. Email thì chúng ta phải ghi chính xác địa chỉ email chúng ta đang sử dụng, tại vì nó cũng có liên quan vấn đề mà sau này chúng ta lấy chứng chỉ thì chúng ta họ sẽ liên lạc với chúng ta qua email á. Rồi số điện thoại cũng vậy. Rồi sau đó thì mình nhấp vào coi là mình có nhận những cái tin tức, những update quan trọng của trang web OSI không, thì mình tích vào đây nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái phần mà chúng ta muốn học. OSI nó có rất là nhiều cái phần, cái lĩnh vực chúng ta học ha. Ví dụ đầu tiên là lĩnh vực công nghiệp chung nè, thì nó có rất là nhiều lớp, từ thấp nhất là 10 giờ là đào tạo cho an toàn sức khỏe cho nhân viên, rồi cao nhất là 132 giờ đây là dành cho là cái lĩnh vực là chuyên nghiệp với những người làm chuyên nghiệp, rồi dành cho học sinh Mỹ, rồi cái phần dành cho học sinh quốc tế. Nó có hai phần khác nhau, tương tự bên lĩnh vực xây dựng cũng vậy ha. Chỉ về lĩnh vực xây dựng thì cao nhất là 192 giờ ha, cũng là một chuyên chuyên nghề chuyên gia về an toàn. Rồi vấn đề bên lĩnh vực oil and gas thì cũng có tối đa là 233 giờ đây ha. Rồi vấn đề về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, rồi những vấn đề về công chúng vân vân ha. Rồi hazard, hazard thì nói chung là rất là nhiều đây. Thì chúng ta nhấp vô một cái để chúng ta đăng ký học ha. Rồi sau đó thì mình nhấp vào cái cam kết của mình đồng ý với những cái quy định của OSHA của trang web này. Rồi chúng ta bấm vào submit. Rồi sau khi các bạn submit xong thì sẽ nhận được một cái email. Thì các bạn nhấp vào cái email đó để chúng ta kích hoạt cái tài khoản của mình. Thì ở đây mình đã có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập vào để cho mọi người xem á. Thì sau khi đăng nhập vào thì họ bên OSHA họ sẽ yêu cầu chúng ta là cung cấp những thông tin cá nhân, ví dụ như là họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi mã bưu điện, để sau này mình có lấy chứng chỉ á, thì mình sẽ họ sẽ gửi vào đây cho mình. Và cái những cái thông tin này mình có thể update thay đổi, nó không nhất thiết mình phải ghi chính xác ngay từ đầu. Rồi sau khi mà chúng ta mở trang web ra đăng nhập vào á, thì ở đây nó sẽ hiện lên những cái khóa mà mình đăng ký. Ví dụ như mình đăng ký cái khóa Construction Health and Safety Professional 192 giờ, thì sẽ hiện lên cái tiến trình mình học đây. Thì đây mình đã hoàn thành hết rồi, nó ghi chữ complete được ha. Rồi nếu các bạn học thì các bạn lưu ý một điều là chúng ta vào chữ filter, chúng ta lọc và chúng ta chọn cái khóa của mình học đây, 192 giờ Construction and Health Safety and Health Professional, thì nó sẽ hiện lên những cái môn học mà mình trong cái chương trình của mình. Chứ nếu nếu chúng ta không lọc á, là nó on course, tức là tất cả các khóa, thì mình sẽ vô tình mình học trúng những cái môn mà nó không có trong cái chương trình, cái khóa học của mình, thì nó sẽ lãng phí mất thời gian. Cho nên chúng ta nhớ lọc cái này à, ví dụ mình lọc ra cái phần 192 giờ professional bên construction thì nó sẽ có 41 môn, ví dụ là vậy đây. Rồi chúng ta học hoàn toàn miễn phí, khi nào chúng ta cần lấy chứng chỉ thì chúng ta mới nộp tiền. Khi mà chúng ta học xong thì nó cũng sẽ lưu cái tiến trình đây, chúng ta đã complete đây ha. Rồi để học thì chúng ta nhấp vào chữ
go-to course này là để con đã học. Ví dụ mình chọn những cái môn mà mình chưa học đi, mình vào thử nha. Đây, ví dụ như đây mình bấm vào go to scan là vào bài học, còn bấm vào PDF là để tải tài liệu xuống. Ví dụ mình bấm vào chữ PDF, đây nó đã tải về tài liệu của mình. Mình mở tài liệu lên, mình có hai cách, mình có thể tải tài liệu về để mình xem ha. Đây, nhất là các bạn sinh viên hay các bạn nào mà muốn tự học thì chúng ta có thể lên đăng ký, mình ta tải tài liệu hoàn toàn miễn phí nha. Những tài liệu OSA này rất là hay, viết rất là dễ hiểu. Chỉ có một số cái là họ viết theo tiêu chuẩn của Mỹ, nhưng mà mình những cái đó thì mình dùng luật Việt Nam mình thay thế vào. Và cái đặc biệt là tiếng Anh thì đây là cách để chúng ta học cái tiếng Anh, những cái từ chuyên môn rất là hữu dụng, và quan trọng nhất là chúng ta download tài liệu hoàn toàn miễn phí, và nó có tất cả những cái đề tài riêng từng môn, tại vì nó phân ra theo từng môn. Thì chúng ta đào tài liệu học hoàn toàn miễn phí. Trên đây thì nó cũng có những câu hỏi trong quá trình chúng ta học ha. Rồi đó là phần tài liệu. Rồi chúng ta đi vào học thì chúng ta bấm vào chữ Go to Course. Đây nó sẽ chia ra nhiều module ha. Đầu tiên là cái phần Overview. Thì cái tổng thể cái môn của chúng ta trước, giới thiệu chúng ta trước. Rồi chúng ta bắt đầu chữ Start Course. Thì đây nó sẽ chia ra nhiều module ha. Ở trên đây module thứ nhất, rồi nó có chia thành 1.1, 1.2 đến 1.6, rồi có video minh họa chúng ta, rồi có những cái đánh giá, những cái tổng quan, rồi những cái liên hệ, và cuối cùng là exam á. Khi mà chúng ta tự tin rồi, chúng ta có bấm vào chữ final exam chúng ta thi, và thi á, tùy theo môn. Ở đây ví dụ môn này họ cho chúng ta là 2 tiếng, ta thi hoàn toàn trách nhiệm, và đề mở á 10 câu, nhưng mà tới 2 tiếng đồng hồ rất là dài. Thì trong quá trình thi thì chúng ta cứ mở tài liệu thoải mái, mình mở lại cái file PDF lúc nãy mà mình download để mình chọn đáp án cho nó đúng. Rồi sau đó khi nào chúng ta tự tin thì chúng ta nộp, và nếu mà chúng ta làm đủ 7 câu trở lên nha, từ 70% trở lên thì chúng ta là đạt yêu cầu, chúng ta sẽ đậu. Còn nếu chúng ta làm mà dưới 70% thì chúng ta chưa đậu, thì họ sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian, mình khoảng 1 ngày, chưa tới 1 ngày mình không nhớ rõ nha, nhưng mà khoảng thời gian ngắn lắm chúng ta và chúng ta thi lại, chứ không có bị rớt hay là cấm thi gì cả. Khi nào mình làm bài thi đủ 70% trở lên thì đậu thôi. Nếu mà mình làm mà đúng thì nó sẽ hiện lên chữ exam submitted đây ha. Còn nếu mà mình làm không đúng thì nó sẽ kêu mình là làm thi bài thi lại đó. Thì đó là cái cách mà chúng ta đăng ký và chúng ta học trên cái OSA Academy này. Ở đây ví dụ như cái đây Nail Gun Safety này, thì mình hoàn thành xong, mình đóng tiền xong thì nó sẽ hiện ra cái điểm của mình ha. Còn nếu mà chúng ta không không đóng tiền phần này thì nó chỉ hiện ra chữ là chúng ta đã nộp bài thôi, và cũng có chứng chỉ ở đây luôn rồi. Và sau khi mà chúng ta muốn lấy chứng chỉ thì chúng ta sẽ có một cái email và chúng ta thanh toán tiền ở đó. Ví dụ như hoặc là mình có thể bấm vào cái chữ purchase này là chúng ta thanh toán tiền. Rồi chúng ta lựa chọn cái phương thức thanh toán thẻ Visa hoặc là thẻ thanh toán quốc tế. Ví dụ vậy, ví dụ mình bấm vào thẻ Visa đi, rồi sau đó là đây. Hồi nãy là mình mới bấm vô cái môn đó thì cái môn đó có giá trị là 27 đô. Nhưng mà chúng ta lựa chọn cả PDF và cái bản original, tức là cung cấp bản cứng cho chúng ta luôn. Nó đang khuyến mãi, hồi trước là 43 đô nhưng mà giờ còn 27 đô. Còn mình bản cứng không thì cũng 27 đô, còn PDF thì rẻ hơn 15 đô ha. Rồi sau khi mình lựa chọn, mình thanh toán tiền xong thì họ sẽ thông báo cho mình cái mail, và cái đơn vị vận chuyển chúng ta là DHL, DHL, họ sẽ vận chuyển chúng ta khoảng 1 tuần là tới ha. Thì mình đã nhận được, đây mình đã đóng tiền và nhận được cái chứng chỉ á. Thì họ cấp cho mình một cái PDF trước, cái PDF thì nó rất là nhiều ha, nhiều cái chứng chỉ khác nhau. Ví dụ như
Ví dụ như đây mình có lọc ra một số cái chứng chỉ, ví dụ đây là một trong những cái chứng chỉ tổng, ví dụ như là Construction Safety and Health Professional, rồi đây là Construction Health Safety Manager, rồi ở đây là Specialist, rồi Trainer. Ngoài ra họ họ có mỗi một môn học là có một cái chứng chỉ giống như vậy. Chứng chỉ đó sẽ trình bày, nó dạng môn học thì nó sẽ trình bày khác một tí. Và đây là những cái chứng chỉ chính mà mình cần thiết cho nên mình để riêng ra. Rồi ngoài ra họ còn cấp cho mình một cái thẻ giống như này. Thì ở bên Mỹ thì chắc những người nhân viên mà có cái thẻ này thì họ cầm theo để họ xuất trình cho những cơ quan ở bên Mỹ, tại vì OSHA này của Mỹ. Thì ở Việt Nam thì nếu mình cần thì mình cứ giữ cái này, nếu mình cần thì mình sử dụng cái mặt sau của thẻ, nó sẽ thể hiện giống như là cái bằng lái xe mà đó, là mình đã vượt qua những cái môn nào. Ví dụ đây 192 giờ thì nó bao gồm cả 162, 145, 130, 47 vân vân ha. Trên đây nó cũng có cái mã vạch, mã code ở đây, mình quét là ra cái trang web cái của khoa học của mình. Và ngoài ra họ cấp cho mình cái tem giống như tem dán nón vậy, có logo của OSHA đã tốt nghiệp á. Trên cái chứng chỉ cũng vậy, nó có cái mã vạch đây nè, mã QR ở đây, thì chúng ta quét cái là nó sẽ hiện lên cái môn học, cái lộ lộ trình học của mình đã hoàn thành á. Thì đây là một cái trang web mà mình đánh giá rất là tốt, tại vì trong quá trình học mình học và đồng miễn phí, mình không cần phải đóng tiền trước. Rồi sau khi học xong thì chúng ta có kiến thức, chúng ta luyện được tiếng Anh. Rồi những cái nhiều tài liệu về an toàn ở đây, ví dụ safety plan là nhiều anh chị trước mình thấy là có tham khảo tài liệu OSHA rất nhiều, những cái định nghĩa đó rất là chuẩn á. Và sau khi kết thúc xong thì chúng ta có muốn lấy bằng hay không thì chúng ta mới quyết định. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là chưa đủ tiền hay là chúng ta không muốn lấy bằng thì không sao cả, nó vẫn lưu ở trên đây, mình có thể chụp màn hình lại là mình đã completed những cái khóa này ha. Rồi ví dụ đây có một cái khóa 30 giờ mà mình chưa mua nè, thì mình cũng bấm vào đây ha. Rồi lựa chọn cái cách thanh toán. Đó, ở đây ví dụ nó như thế này. Còn mình chia sẻ luôn cái khóa mình mua là 192 giờ thì bao gồm cả tiền phí, tiền chuyển đổi, tiền tệ, rồi cái phí này kia rồi luôn á, là nó khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một tí á. Nếu mà quy đổi ra tiền Việt nha. Rồi đó là tất cả những gì mà mình chia sẻ về cái OSA này. Nếu các bạn có thấy còn vấn đề gì cần trao đổi, chúng ta hãy để lại bình luận cho mình. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.